Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhà Cổ Vũ. Và mình sẽ đem đến cho các bạn một điều bất ngờ. Và điều bất ngờ đó là gì, các bạn theo dõi nha. Nếu các bạn là người đam mê chơi trống, các bạn thích chơi trống nhưng không có nhiều điều kiện để mua một bộ trống thật là hoành tráng, cũng như là căn phòng của bạn rất là nhỏ, họ không có nhiều diện tích để một bộ trống thật là to, thật là hoành tráng, thì có rất là nhiều sự trợ cho các bạn, nên các bạn đừng lo nha. Hiện tại thì đã có rất là nhiều bộ trống điện ra đời nhằm đáp ứng cái nhu cầu của các bạn. Đối với trống điện thì giá thành thứ nhất là hợp lý, cái thứ hai là các bạn giúp các bạn có thể chơi được nhiều loại trống khác nhau trên một bộ trống thôi. Và cái thứ ba quan trọng hơn nữa là các bạn có thể chơi cây phone tập ở những nơi yên tĩnh để tránh làm phiền đến mọi người xung quanh đó. Và thì hôm nay mình đem đến cho các bạn một bộ trống, đó là Nuts DM1X ở ngay sau lưng mình đây. Và bộ trống này với giá thành chỉ có 10 triệu đồng thôi. Và các bạn cùng theo dõi mình bộ trống này như thế nào nhé. Ok, let's go.